bạn thân mến, những cái bóng đèn led như này là các bạn sử dụng một thời gian là nó hay bị hư không sáng các bạn ha, thường người ta hay bỏ đi. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục ha, để sửa lại xài. Nhưng mà xài thì cũng được một thời gian ngắn thôi các bạn, vì nó đã hư rồi thì nó đã già rồi ha. Rồi giờ mình sẽ mở cái này ra nè các bạn, này nó dán keo các bạn phải cậy ra ha. Đó, mở ra mới được ha. Ra thì nó ra như vậy. Rồi ở trong đây là nó có một cái mạch điện tử nha các bạn. Khi mà điện 220 vào đây thì nó sẽ qua cái mạch điện tử, rồi nó sẽ ra hai cái dây nguồn này. Hai nguồn này là nguồn một chiều để nó cấp cho cái bóng led nha các bạn. Thì cái bóng led là nó sử dụng điện một chiều ha. Rồi nhưng mà đa số là nó bị đứt bóng led các bạn. Đa số là nó bóng led ha. Có những trường hợp bị sét đánh hay gì thì nó bị hư mạch điện tử trong đây nha các bạn. Còn cái này là nó đang sáng mà tự nhiên nó tắt thì đa số là nó đứt bóng led. Thì nó đứt bóng led thì nó các bạn có cái đồng hồ các bạn có thể đo ha. Còn nếu các bạn không có đồng hồ thì các bạn có thể nhìn mắt thường nè, các bạn quan sát rất là dễ. Rồi bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ mình kiểm tra cho các bạn xem thử ha. Đây mình sẽ dùng đồng hồ mình bật về đó ôm nhân 1 nha các bạn. Rồi, mình chập hai cây kim lại ha. Rồi lúc này các bạn mới đo hai cái đầu bóng này nè. Đó, các bạn thấy không, nó sáng mờ mờ nè. Nếu led 6V các bạn phải dùng nguồn 6V để thử nha. Kiểm tra nhanh nè, các bạn thấy cái bóng này nè. Cho mình quay gần cho các bạn xem. Đó, cái bóng này nó bị đen nè các bạn. Nó đen là nó bị cháy rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ nối tắt luôn. Các bạn có bóng khác thì các bạn thay vào, không có thì các bạn bỏ bóng này, các bạn nối tắt qua luôn ha. Các bạn dùng cái kềm bấm, các bạn kẹp con bóng led này nè, các bạn bóp cái là nó bể à. Đó là các bạn gạt nó ra, hoặc các bạn dùng cái mũi dao các bạn cậy nó cũng được nha. Đó, mình bóp cho nó sạch cái lớp trên này các bạn. Ở dưới là nó có hai cái chân cộng trừ á, chân chì sẵn luôn. Rồi mình chấm chì nối tiếp qua luôn các bạn. Thì mình nối tiếp về là mình bỏ một bóng nha các bạn. Đó, mình nối trực tiếp qua luôn. Vì cái bóng này nó nối tiếp nên nó đứt một bóng là nó ngắt hết nha các bạn. Còn nếu các bạn có bóng thì các bạn thay vào thì nó tốt hơn. Nhưng mà mấy cái bóng xung quanh nó cũng già rồi các bạn, một thời gian là nó cũng đứt tiếp thôi nha. Còn mình nối dày thì mình xài cũng được thời gian thôi các bạn. Cái này cũng như mình khắc phục tạm thời, rồi mình dùng được bao nhiêu nữa rồi dùng rồi mình mua cái mới các bạn ha. Chứ không phải là các bạn sửa như vậy là xài nó tốt hơn y như mới đâu nha các bạn. Vì cái bóng này nó đứt thì mấy bóng kia nó cũng già rồi, nó cũng chuẩn bị nó đứt rồi các bạn ha. Rồi mình đã chấm chì xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ quặn cái đuôi đèn vào, mình cắm điện vào mình thử các bạn ha. Bây giờ mình cắm điện vào thử nha các bạn. Rồi sáng tốt rồi đó các bạn. Nếu bóng sáng đều hết thì các bạn sử dụng được lâu ha. Còn bóng sáng bóng không là bóng led đã già rồi các bạn. Một hơi nó cũng tắt à. Các bạn mua cái mới là vừa nha. Video của mình đến đây kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt các bạn nha.